2. Cha. 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 Hoa Sơn lệnh cô. Dư Thương Hải, chết không yên đâu. Chết không yên đâu. Chết không yên đâu. Ai? Dư Thương Hải. Lâm gia ta cả nhà bị hại chết thảm. Xin Đinh tiền bối chủ trì công đạo, truy nã hung thủ, lệnh Hồ Sung. Chuyện này có liên quan đến thanh danh của Ngũ Nhạc kiếm phái. Đinh Mổ nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Đại sư huynh là người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm ra loại mất hết nhân tính này đâu. Kiếm của lệnh Hồ Sung cắm trên người cha ta, các ngươi còn muốn biện hộ thế nào? Có phải có người muốn du oan giá họa không? Phúc Y Tiêu Cực có từng gây thù với ai không? Cha ta làm người lương thiện, làm gì có kẻ thù. Ngược lại từ sau khi gặp các người mới mắc phải nhiều tai họa như vậy. Chẳng lẽ bọn ta cố tình chạy đến hại Lâm gia đệ hay sao? Tiểu sư muội, ta chỉ tin những gì ta tận mắt nhìn thấy. Để đừng quên, khi chúng ta bị đám người che mặt tấn công, là đại sư huynh đã xả thân tương cứu. Có phải màn khổ nhục kế mà Hoa Sơn các người diễn ra? Không dám xin lục Hoa Sơn phái. Tiểu sư muội, tới đi, để anh hùng trong thiên hạ xem thử. Hoa Sơn phái các ngươi dùng hết thủ đoạn giết tận. Ra tay đi. Ra tay đi. Ra tay đi. Đừng cãi nữa. Kim Đa Môn, Dương Nguyên Bá. Ngựa của Tiêu Cục. Lên ngựa, đi theo ta. Đi. 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 Xưa nay đại sư huynh kiếm không rời người, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào đại sư huynh gặp phải hung thủ Diệp Môn thực sự? Nhất định là như vậy. Chỉ dựa vào mấy câu nói mà muốn thoát tội cho lệnh Hồ Xuân, coi người khác là đứa trẻ lên ba hay sao? Phái Hoa Sơn cách nơi này xa xôi, ba người các ngươi đến Tiêu Cục Phúc Y làm gì vậy?
Gia sư và Lâm tổng tiêu đầu xưa nay giờ có mối quan hệ tốt đẹp, bảo chúng tôi đến đây thăm viếng. Ta lại hy vọng các người chưa bao giờ đến. Giả sử chuyện này do một mình lệnh Hồ Xuân làm, với sức của hắn rất khó thành công. Nhưng cho dù hai người hợp sức, cũng không phải đối thủ của Lâm Chấn Nam. Hiện trường nhất định có một người võ công cao thâm. Khi vụ án xảy ra, giảng bối không hề có mặt tại hiện trường mà ra ngoài thăm dò tin tức. Ai có thể chứng minh? Đinh sư bá, ông nhất định phải đem tội danh đổ lên đầu phái Hoa Sơn sao? Trước khi sự thật được phơi bày, ai cũng có hiềm nghi. Đinh mổ không có ý nhằm vào ai. Đinh tiền bối, chỉ cần thù lớn được báo, Lâm Bình chi nguyện làm trâu ngựa cho phái Tung Sơn. Ta và phụ thân con chân thành đối đãi với nhau, chỉ là cố hết chút sức mọn mà thôi. Nào, đứa trẻ như con thật đáng thương. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã thành người lẻ loi một mình. Xem ra việc cấp trước mắt vẫn là tìm được tung tích của đại sư huynh. Chất nữ xin đi thăm dò một chút. Sư phụ, Lâm Bình Chi đâu? Lệnh Hồ Xuân và phái Tung Sơn đột nhiên nhúng tay vào không bắt được người. Ba vị sư huynh, ba vị sư huynh đều chết rồi. Đối phó với một tiêu cực phúc uy nhỏ bé mà lại khiến phái Thanh Thành tiêu hao hết tinh nhuệ. Thù này không báo, dư thương hải ta cũng muốn làm người. Sư phụ, người tìm con. Người phái hai người đi theo Nhạc Linh Sang và Lao Đức Nặc. Ta nghi ngờ họ biết tung tích của lệnh Hồ Xuân. Lẽ nào là phái Hoa Sơn cũng đến vì tịch tà kiếm phổ? Không thể không đề phòng. Kiếm phổ tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Ngũ Độc Giáo, Lam Phượng Hoàng. Ngươi là do Đông Phương Bất Bại phái đến. Cô chính là giáo chủ Ngũ Độc Giáo, Lam Phượng Hoàng. Không sai, ta chính là Lam Phượng Hoàng. Không biết ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì không? Ta phụng lệnh của Đông Phương Thiếu Sứ Nhật Nguyệt Thần Giáo đến lấy tín vật của giáo chủ, lệnh bài Hắc Mộc. Lệnh bài Hắc Mộc là năm đó sư phụ ta liều mạng mới đoạt lại từ trong tay Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Ngươi chỉ nói một câu đơn giản liền muốn lấy. Ngươi muốn kháng lệnh không theo? Muốn lệnh bài thì bảo đích thân Đông Phương Bất Bại đến lấy. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu nha đầu, năm đó sư phụ ngươi còn không dám nói với ta như vậy. Ngươi chán sống rồi phải không? Tiểu nha đầu, sát khí thật lớn nha. Ai chán sống còn chưa chắc đâu. Hôm nay ta sẽ giao thần giáo Thanh Lý Môn hộ. Dám đến Ngũ Độc Giáo gây chuyện,
Ngươi cũng không nhìn coi đây là nơi nào. Niệm tình ngươi và gia sư có quen biết, hôm nay sẽ tha cho ngươi một con đường. Trở về nói với Đông Phương thiếu sứ, bớt dòm ngó thần vật của Ngũ Độc ta. Có bản lĩnh, hắn nên đi Phúc Châu nhìn coi, đó chính là nơi chúng thất đó. Đây là cái gì? Đây là túi thơm của ta. Là cô nương cứu ta. Túi thơm? Một nam nhân như ngươi, trên người lại mang túi thơm? Đây là do tiểu sư muội cứ bắt ta phải mang theo. Xin cô nương trả lại cho ta đi. Thật sự là tính vật định tình. Vậy ta cứ không trả cho ngươi. Cô nương đừng đùa nữa. Cô nhìn trúng thứ khác của ta đều được. Chỉ riêng túi thơm này nếu mất đi, tiểu sư muội sẽ tức giận không để tới ta. Trên người ngươi không có thứ ta thích, ta cứ thích thứ này đó. Cô nương đừng gây sự nữa. Cô nương. Người nào? Tặc tử to gan, dám đến nơi này làm loạn. Đuổi theo. Thiên hạ lại có con rắn to đến vậy. Sâu nhỏ sao dám đấu với rắn chứ? Không biết là kỳ vật chi. Đây là băng tầm lớn lên, trong hồ băng nghìn năm, hàn độc thiên hạ vô song. Thế rắn to chẳng phải thua chắc rồi sao? Hắc Dương từ bé đã được ta cho ăn đủ loại mạnh thú kỳ độc. Kỳ độc trong cơ thể không dưới một vạn loại. Hôm nay băng tầm khóa thoát kiếp nạn.
Cô nương có thể cứu người từ trong tay của Dư Thương Hải, lại nuôi dưỡng độc trùng, lẽ nào là người của Ngũ Độc Giáo ở Vân Nam? Không sai, ta là Lam Phượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Độc Giáo. Ngươi muốn vì dân trừ hại sao? Cô nương nói đùa rồi. Mặc dù chính tà đối lập, nhưng cũng không thể lấy phiến diện bao quát toàn bộ. Huống chi cô nương vừa nhìn là có lòng nhân hậu, trượng nghĩa hào hiệp. Con người ngươi thật thú vị. Dư Thương Hải vì sao muốn truy sát ngươi? Hắn vì tịch tà kiếm phổ, giết cả nhà Phúc Uy Tiêu Cục. Hành vi ác của hắn bị ta bắt gặp. Phái Thanh Thành xưng là danh môn chính phái, lại âm thầm làm mấy chuyện xấu xa không thể để người khác nhìn thấy này. Lam giáo chủ có ân cứu mạng, lệnh Hồ Xung khắc ghi trong lòng. Cô nương có thể trả túi hương cho ta. Ngươi là đệ tử của Nhạc Bất Quần. Cô nương biết gia sư? Cái này... Hắc Dương, Hắc Dương, thế này... Hắc Dương, đi theo ta. Lấy tinh huyết của ngươi giúp Hắc Dương giải hàm độc. Không ngờ kẻ tặc lại ngang ngược như thế. Sư phụ, có nhìn ra võ công của đối phương hay không? Người này võ công phức tạp, rõ ràng là che giấu thân phận, chắc chắn là nhân vật lớn trên giang hồ. Rốt cuộc là ai muốn đuổi cùng giết tận Lâm gia ta? Người này muốn lấy mạng của con dễ như trở bàn tay. Bắt sống mới là mục đích. Bắt con vẫn chưa hiểu sao? Đại quả của nhà con đều là do tịch tà kiếm phổ mà ra. Hắc Dương, Hắc Dương, Hắc Dương, Hắc Dương, Hắc Dương, Hắc Dương. Là lệnh Hồ Xung, là nhất định sẽ phân thay ngươi dạng đoạn. Hắc Dương,
Bất kể nói sao, hung khí đã ở đây. Lệnh Hồ Xung vẫn không thoát khỏi quan hệ. Sư phụ, trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải cầu kiến. Dư quán chủ, nghe nói Lệnh Hồ Xung đã giết cả nhà Tiêu Cục Phúc Y. Lời này có phải thật không? Ta trên đường đến nơi này vừa hay gặp phải, muốn ra mặt khống chế hắn hành hung. Không ngờ Thanh Thành Tứ Tú đi gặp phải độc thủ của Lệnh Hồ Xung. Ngươi nói bậy. Đồ nhi giỏi do Nhạc Bất Quần dạy ra. Hôm khác ta nhất định sẽ đến Hoa Sơn thỉnh giáo. Các ngươi còn gì để nói nữa? Không, sẽ không. Vậy Dư quán chủ, tại sao không bắt Lệnh Hồ Xung ngay tại chỗ? Tiểu tử Lệnh Hồ bị người của Ngũ Độc Giáo cứu đi, lại còn có chuyện này. Khó trách mấy ngày nay cứ nháy mắt. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Sư phụ, Ngũ Độc Giáo, Chu Tước, hai người các ngươi lén la lén lút làm gì? Phúc Uy Tiêu Cục rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói. Hai tỷ muội ta chỉ là đi ngang qua thôi, không biết gì cả. Nói dối lừa gạt. Sư phụ, sư phụ, Tiêu Cục Phúc Uy có người chém giết, trong đó có một phe là Ngũ Độc Giáo. Từng chiêu thức của các ngươi đều là võ công tài giáo. Ông ngoại, Bình Nhi, ông ngoại, Bình Nhi, Bình Nhi, cháu ngoan của ông. Đừng khóc, Bình Nhi. Đừng khóc. Nói ông biết, Tiêu Cục rốt cuộc sao vậy? Thank you.
Nhật Nguyệt Thần Giáo, Lục Trúc Ông. Đứng lại. Có gặp người này bao giờ chưa? Không quen. Yêu nữ xấu xa, có nói không? Người này có quen không? Có từng gặp không? Quen người này không? Không nói đúng không? Quen không? Chưa từng gặp. Gặp bao giờ chưa? Không, không có. Nói không? Ai cho hai người tự ý hành động? Nhị tỷ muốn thăm dò tin về Tịch Tà Kiếm Phổ, không ngờ làm việc bất thành, suốt ngày thất bại. Người này đeo mặt nạ, người nói xem có phải Lên Hồ Sung không? Đi vào trong xem thử. Đi. Hôm nay ông đã câu được một con cá lớn đấy. Cô nguôi giận. Ta đã nói không được đem người đến đây. Kẻ này trúng phải kỳ độc, không cứu cậu ta nhất định sẽ chết. Cảm tạ Đinh lão đệ, Dư quan chủ. Cảm tạ hai vị đã ra tay cứu giúp Lâm gia. Lão phu xin được cảm tạ. Dương lão gia quá khen rồi. Chúng ta đến muộn một bước. Mời. Ngày mai, ta quyết định sẽ đưa Bình Nhi trở về Kim Đao Môn. Dương lão gia, còn chưa bắt được hung thủ, sao ngài đã vội trở về? Thi thể của hai phu thê tiểu nữ không đợi được, phải đưa về Tuyền Châu hạ táng. Đi, nhanh, 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 đi. Yêu nhân, đừng hòng chạy. Hiền Điệt, việc bắt giữ yêu nhân ma giáo giao cho chúng ta. Dư quan chủ. Dư quan chủ, ra nơi khác nói chuyện. Dư quan chủ hao binh tổn thương, thiết kỷ, cũng không muốn bắt cậu cho kẻ khác chứ.
Đinh huynh nói vậy là ý gì? Nơi này không có người. Dư quan chủ không cần phải đóng kịch nữa đâu. Họ Đinh kia đừng ngậm máu phun người. Người khác sợ thập tam thái bảo của Tung Sơn, lão phu thì không ngán đâu. Sư đồ hai người đúng là hoành hoang khoác lác như nhau. Huynh nghĩ La Nhân Kiệt là do lệnh Hồ Xuân giết sao? Lệnh Hồ Xuân tung tích không hay, còn để mất Lâm Bình Chi thì đừng hòng lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ. Huynh muốn thế nào? Hai ta mục đích như nhau, chi bằng hãy hợp tác. Đúng là đáng ghét. Yêu nữ xảo trá, để ả chạy mất rồi. Ta thấy thôi cứ về vậy. Ta lo Bình Nhi gặp chuyện gì đó. Dư quan chủ ra tay độc ác như thế mà vẫn chưa cậy được miệng của Lâm tổng tiêu đầu à? Trước lúc chết, Lâm lão già vẫn không chịu nói, chắc chắn đã nói cho lệnh Hồ Xuân biết tung tích của Tịch Tà Kiếm Phổ, vậy nên mới liều chết yểm hộ cho hắn chạy thoát. Muốn có được Tịch Tà Kiếm Phổ đệ nhất thiên hạ, mấu chốt nằm ở lệnh Hồ Xuân. Hiện giờ người duy nhất biết được tung tích của hắn chỉ có tiểu sư muội của hắn. Ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại. Ông ngoại, ông ngoại. Hiền Triệt à, Dương lão tử bị Mai giáo đánh lén, khi bọn ta đến nơi đã muộn mất rồi. Không thể nào. Ông ngoại ta võ công cao cường, mấy ả yêu nữ đó không thể là đối thủ của ông được. Là đại ma đầu Đông Phương Bất Bại, hắn đến cứu nhân tình của hắn. Không thể nào. Ông ngoại, người tỉnh lại đi. Ông ngoại, ông ngoại. Sao lại thế này chứ? Hai luồng kỳ độc trong người hắn
bất cứ lúc nào cũng đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết trong tức khắc. Nhưng giờ hai lời độc ấy lại kiềm chế đối kháng nhau, cộng thêm trước đó có lẽ hắn đã uống một loại kỳ vật nào đó nên mới tạm thời giữ được mạng. Vậy cô có cách gì bài trừ hết độc trong người cậu ta không? Ta đã dùng nội lực phong tỏa kỳ độc trong đan điền khí hải của hắn, nhưng muốn bài trừ đi thì lại không thể. Ai cũng có số cả, là sống hay chết phải xem tạo hóa của hắn thôi. Mong thiên hậu nương nương phù hộ cho đại sư huynh bình yên vô sự, các nhân thiên tướng. Tiểu sư muội sao thế? Lại khóc nữa. Ta nói muội nghe, nếu đại sư huynh biết được muội khóc thế này, sâu rượu trong người biến mất luôn đó. Từ lúc hiểu chuyện, đại sư huynh vẫn luôn ở bên muội. Đám lục hầu nhi bắt nạt muội, đại sư huynh liền ra mặt giúp muội. Năm 10 tuổi, muội vào núi và gặp phải gấu đen. Là đại sư huynh chiến đấu với gấu đen mới đợi được lúc đánh cha chạy tới. Đại sư huynh kính trọng cha mẹ như phụ mẫu thân sinh. Muội tuyệt đối không tin huynh ấy sẽ phản bội Hoa Sơn, càng không tin huynh ấy sẽ phản bội muội. Tiểu sư muội, đừng khóc nữa. Tiểu sư muội, đừng khóc nữa. Hai người là đồng môn của lệnh Hồ Xung. Tỷ tỷ biết đại sư huynh sao? Giờ huynh ấy ở đâu? Hai người vẫn chưa biết à? Hắn cướp được tích tạ kiếm phổ, cao chạy xa bay rồi. Tỷ tỷ đừng tin lời đồn. Đại sư huynh chính trực vô cùng, bình thường đến cả mấy trò không giặt huynh ấy cũng không bao giờ làm. Xin hỏi cô nương là người của môn phái nào? Không ngại nói cho ngươi, ta là giáo chủ Ngũ Độc giáo. Nhìn hai ngươi ngu ngốc chưa kìa. Ta nói thật cho hai ngươi vậy, lệnh Hồ Xung đã bỏ tối theo sáng, gia nhập bổn giáo rồi. Tỷ lừa ngươi. Ta lừa ngươi làm gì? Hắn không chỉ gia nhập bổn giáo mà còn được ta chọn làm phu quân. Tịch tà kiếm phổ là xính lễ hắn tặng cho giáo chủ ta đó. Ăn nói hàm hồ. Tiểu sư muội, đừng tin yêu nữ này bịa chuyện. Ngươi mới là yêu nữ thì có. Đại sư huynh, có gì mà vui vẻ vậy? Quynh xem, cái này là chính tay mẹ ta khâu đó. Hai chúng ta mỗi người một cái. Ta là nam tử hán, ai đi đeo mấy cái này? Quynh dám chê à? Thật là. Nào, đẹp quá đi. Vậy nói với Nhạc Bất Quần, đợi ta và lệnh Hồ Xung cử hành xong hôn lễ, nhất định sẽ lên Hoa Sơn thăm hỏi. Hiền Điệt xin bớt đau thương. Không biết Hiền Điệt từ nay về sau có dự định thế nào? Ma giáo đã rời khỏi Phúc Châu rồi. Lệnh Hồ Xung không rõ tung tích. Nơi này có ở lại lâu thêm cũng chẳng ý nghĩa gì. Hiền Điệt là người bị hại, là nhân chứng quan trọng, nhất định phải cùng ta đi gặp Tả Minh Chủ, kể rõ đầu đuôi thế nào. Tất cả đều do tiền bối làm chủ.